Mỹ Thuật Laptop xin kính chào các bạn. Mình xin giới thiệu đến các bạn model Asus X554LA. Đây là model laptop có thiết kế đẹp, màn hình lớn 15.6 inch, cùng một cấu hình mạnh mẽ và nhiều tính năng tốt phục vụ cho công việc hay học tập. Mang trong mình thiết kế đơn giản truyền thống của Asus, nhưng X55LA vẫn tạo cho mình một phong cách riêng rất tinh tế và thanh mảnh, với các đường nét mềm mại và các góc bo tròn. Lớp vỏ nhựa màu đen được sơn sáng bóng với các đường vân mảnh đẹp, giúp máy trở nên sang trọng và mạnh mẽ hơn. Tuy có màn hình 15.6 inch, nhưng Asus X554LA lại khá mỏng nhẹ so với nhiều dòng máy tính xách tay 14 inch khác, giúp bạn dễ dàng cầm nắm và di chuyển một cách nhẹ nhàng. Từ phần màn hình, quạt tản nhiệt đến các cổng kết nối đều được sắp xếp rất khoa học, mang đến sự thuận tiện tối đa cho người dùng. Asus X554LA sở hữu màn hình lớn 15.6 inch, mang đến cho bạn nhiều trải nghiệm hơn trong cả công việc lẫn giải trí. Độ phân giải HD 1366x768 kết hợp cùng công nghệ đèn nền LED backlit giúp hình ảnh hiển thị luôn rõ nét, sáng đẹp, nhiều chi tiết hơn mà vẫn tiết kiệm điện năng và không gây mỏi mắt, ngay cả khi bạn thao tác lâu với văn bản, các trang web hay các bộ phim. Ngoài ra, hệ thống loa 2.0 cùng kết hợp công nghệ âm thanh Sonic Master tiên tiến, mang đến những âm thanh đầy sắc sảo và chính xác đến từng chi tiết. Nhờ đó, bạn sẽ luôn có được không gian giải trí hoàn hảo để thỏa sức sống trọn đam mê với các bộ phim hấp dẫn hay các game chiến thuật 3D lôi cuốn trên thiết bị này. Không chỉ có ưu điểm về thiết kế và màn hình, mà cấu hình của Asus X554LA cũng được đánh giá cao bởi độ ổn định. Máy được trang bị bộ vi xử lý Intel Core i3 thế hệ mới nhất với xung nhịp 2.1GHz. Dòng chip này không chỉ nâng cao hiệu suất cho máy, mà còn giúp tiết kiệm điện năng để giữ cho máy luôn hoạt động mát mẻ và bền bỉ hơn. Thanh RAM 4GB cho bạn thoải mái chạy các ứng dụng đa nhiệm và chuyển đổi giữa các chương trình. Đi kèm đó là chip đồ họa tích hợp Intel HD Graphics, tăng khả năng đồ họa và chơi game, giúp bạn chơi được hầu hết các game 3D đang hot hiện nay như Liên Minh Huyền Thoại, FIFA. Ngoài ra, bộ nhớ trong 500GB cũng đủ để bạn có thể lưu trữ tất cả những thứ bạn cần để phục vụ công việc cũng như giải trí. Mỗi chi tiết về sản phẩm Asus X554LA Core i3 5005U, RAM 4GB, HDD 500GB, màn hình 15.6 inch HD. Các bạn vui lòng truy cập trang web của Mỹ Tho Laptop tại địa chỉ mỹtholaptop.vn hoặc gọi trực tiếp số hotline của bộ phận kinh doanh theo hai số 0918 738281, 0907 077 226. Cảm ơn các bạn đã xem qua video này.